Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình SBTN Washington DC. Kế tiếp, Quý Châu xin gửi đến quý vị chương trình Chào Washington DC với Thanh Trúc, phỏng vấn nhạc sĩ và nhà thơ Bùi Thanh Tuấn. Kính mời quý vị theo dõi. Kính chào quý vị, mời quý vị bước vào chương trình Chào Washington DC với Thanh Trúc. Và thưa quý vị, trong chương trình Chào Washington DC lần trước thì Thanh Trúc đã được hân hạnh nói chuyện với một người trẻ từ trong nước ra, đó là thi sĩ của những bài tình ca và những bài thơ thế sự Bùi Thanh Tuấn. Hôm nay cũng có sự góp mặt của nhà thơ Bùi Thanh Tuấn. Thanh Trúc xin chào Bùi Thanh Tuấn. Xin chào chị Thanh Trúc, xin chào quý khán giả của đài SBTN Hoa Thịnh Tuấn. Thanh Trúc vẫn quên đó, gặp Bùi Thanh Tuấn bao nhiêu lần mà quên hỏi là Bùi Thanh Tuấn thấy DC đã đón Thanh Tuấn như thế nào? Thưa chị, rất nồng nhiệt cũng như những lần trước. Thì đây là lần thứ tư Thanh Tuấn quay lại DC và thời tiết rất đẹp và tấm lòng của mọi người rất rộng mở và Thanh Tuấn rất cảm động vì điều đó. Thưa đây là một người mà đã viết bài thơ là Tôi đã thấy gì trên quê hương tôi, và ở trong đó có cái câu là một cái câu mà Thanh Trúc không nhớ rõ nhưng mà đại khái nó là tôi tha hương trên chính quê hương của mình. Thưa quý vị, đã tròn 3 tháng hoặc là có thể nói là 3 tháng 2 ngày thì cái thảm họa môi trường và cá chết hàng loạt ở miền Trung đó, nó đã đi qua một thời gian như thế, và cho đến lúc này cái vụ Formosa, người trong nước vẫn chưa có cảm thấy hài lòng, trong khi đó những người ở ngoài nước cũng thế, và nó có một cái tâm trạng nó mông lung, nó vô định mà nó bực bội như thế nào đó khi mà nói về cái vấn đề 500 triệu đô la tiền bồi thường của Formosa. Có nhiều người nói just là peanuts, tức là chỉ là một cái trò đùa, một cái nó không có đáng đó quý vị. Nhưng mà ở đây đó có thi sĩ Bùi Thanh Tuấn, một người mà làm những bài thơ về thế sự đó, thì Thanh Trúc thấy là ngay từ cái tuần lễ đầu của ở tháng tư đó, khi mà xảy ra cá chết trắng mặt biển và cá chết phơi la liệt ở trên bãi cát đó, thì đã có những cái bài thơ của những người mà đặc biệt là những người không phải là những cây bút làm thơ chuyên nghiệp. Bùi Thanh Tuấn có thể giải thích về cái điều đó. Thưa chị, cái hiện tượng cá chết ở 4 tỉnh miền Trung nó bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 năm 2016, thì ngay sau đó thì xuất hiện những cái bài thơ của những người chuyên nghiệp lẫn là những cây bút không chuyên nghiệp. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, giống như là những cái status ở trên Facebook thì thay vì viết status thì họ thể hiện bằng văn xuôi hay là những bài thơ. Đó cũng là cái tiếng nói kịp thời, bởi vì nó rất bất thường. Đây là một cái hiện tượng rất bất thường và vô cùng nguy hiểm. Ở thời điểm khi nó vừa xảy ra thì người ta chưa nhìn thấy cái sự nguy hiểm của nó. Liên tiếp sau đó thì nó lan ra các tỉnh miền Trung, lần lượt từ Hà Tĩnh tới Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Thì bắt đầu cái sự nguy hiểm nó tăng cấp, và những cái tiếng nói nó cũng tăng cấp. Mà thông qua những cái bài thơ đó thì tôi nghĩ là cái sự có mặt của những cái bài thơ, những cây bút ở trên diễn đàn mạng xã hội đó rất kịp thời, và bây giờ thậm chí tới bây giờ nó vẫn còn tiếp tục xuất hiện những bài thơ như vậy. Khỏi cần nhắc đó thì Thanh Trúc nghĩ rằng kính thưa quý vị cũng như là Bùi Thanh Tuấn thấy rõ rằng là cái bài thơ của cô giáo Lam đó tự nhiên nó như là một cái gì mà nó đi thẳng vào tim người ta, khi mà cô viết rằng đất nước mình ngộ quá phải không anh, mà cô đặt ra nhiều câu hỏi. Một cô cho rằng đất nước của mình giống như là một cái đứa trẻ mà đã cả 4.000 năm tuổi mà vẫn còn bú mớm, vẫn còn muốn bồng ẩm, và anh không biết làm sao em biết được. Cô giáo Lam cũng không phải là một cây viết chuyên nghiệp. Dạ, theo Tuấn biết và mọi người cũng biết là cô giáo Lam là một cô giáo dạy văn ở trường Trung học Phổ thông Hà Tĩnh. Và cô là một cái người con của Hà Tĩnh, là nơi xảy ra cái thảm họa đó. Thì đây là một cái bài thơ của một cô giáo dạy văn, không phải là một nhà thơ đã có tên tuổi. Nhưng mà sau khi cái bài thơ ra đời thì gây một cái cơn lốc, một cái làn sóng lan truyền bài thơ với một cái tốc làm độ chóng sóng mặt ở trên mạng luôn. Dạ. nó với một cái tốc độ chóng mặt thì Tuấn không ngạc nhiên về điều này. Cũng nói ở góc độ chuyên môn thì Tuấn nghĩ rằng đây là một bài thơ không có quá xuất sắc về mặt kỹ thuật,
nhưng mà lời nó của nó lay động lòng người, nó gây cái một cái sự đánh động lớn bởi cái tâm tình, cái tâm tình ở trong bài thơ này. Và đó là một cái tiếng nói thật của một người trong cuộc, một nạn nhân trong cuộc, cho nên là nó thu hút rất nhiều bạn đọc là điều là lẽ dĩ nhiên. Và tôi bản thân tôi cũng là một người làm thơ thì tôi cũng rất xúc động bài thơ này. Dạ, cái câu mà anh không biết làm sao em biết được và đất nước mình rồi sẽ về đâu, thì ngay lập tức đó, kính thưa quý vị, ngay tại Hoa Kỳ này, tại Oregon, có một cây viết mà chúng tôi tạm thời là cũng không có rõ lắm về danh tính, nhưng mà anh trả lời liền. Anh trả lời liền, đất nước sẽ về sau. Và tức là đi về sau đó thưa quý vị, khi thế giới đã về từ lâu lắm, bởi cả nước được đảng bồng, đảng ẩm, nên nhân dân hạnh phúc quá còn gì. Và sau đó là nhiều câu thơ nữa. Thì Tuấn thấy là đó cũng là một cây viết không phải chuyên nghiệp mà đã nói như thế. Thực ra cái bài thơ của một anh gì đó ở Oregon như chị Thanh Trúc nói đó, ảnh viết theo lối nhiễu nhại, lối lối tự nhạo đó, lối mỉa mai đó. Thì cái trong cái bài thơ nó của ảnh thì nghe những cái câu thơ đó rất là cay đắng. Hạnh phúc quá còn gì, chúng ta vốn tự hào rằng đất nước của chúng ta là thiên đường, là thiên đường rừng vàng biển bạc, rừng vàng biển bạc, anh hùng dạ ở nào lúc nào cũng có, và chỉ số hạnh phúc thì cao nhất thế giới. Tất cả những cái ngôn từ đẹp đẽ đều dành cho đất nước ta, nhưng thực tế như thế nào, nó hoàn toàn ngược lại với những cái gì mà người ta kêu gọi, người ta rao giảng. Thì những cái bài thơ như thế của anh tác giả Oregon hay là của cô giáo Trần Thị Lam đó, nó là một tiếng nói cay đắng, nó được thốt lên từ một cái thảm trạng có thật. Chị, nếu mà chị lưu ý rằng cái bài thơ của cô Lam, cô giáo Lam, nó bắt đầu từng cấp độ một, đất nước mình ngộ quá phải không anh, rồi đoạn hai là đất nước mình lạ quá phải không anh, rồi đến đất nước mình buồn quá phải không anh, sau đó là đất nước mình thương quá phải không anh. Một bài thơ tả thực và hoàn toàn chân xác. Có nhiều người đã khóc khi đọc cái bài thơ rất đó. Nhiều người đã khóc và nhiều người phổ thành ca khúc với rất là nhiều phiên bản khác nhau. Tôi thấy tội cho cô giáo này, bởi vì cô ấy cũng như bao nhiêu người Việt Nam phải đứng trong một tâm thế chao đảo, mất phương hướng, trông trên. Nó như là một cái tâm thế của người Việt ở ngay cái thời điểm này. Họ hoàn toàn mất phương hướng mà không có một cái lối ra, một cái con đường để mà tìm, chỉ đơn giản là tìm tìm cái điểm sống thôi. Bùi Thanh Tuấn nè, có một tác giả là Baron Trịnh đó cũng đã viết một một bài thơ để họa lại cái bài thơ của cô giáo Lam. Và bài thơ đó đó, bài thơ đó nó bắt như thế này. Khi mà cô giáo Lam kết cái bài thơ bằng em hỏi đất nước mình rồi sẽ về đâu, anh chưa biết, nhưng có một điều rất tuyệt, chưa biết về đâu nhưng cứ đi tắt đón đầu là tuyệt, chưa biết về đâu nhưng cứ phải tiến lên đầu. Thì Baron Trịnh đã viết một câu thơ là đất nước mình không ngộ quá đâu em, dù 4.000 năm dân vẫn không chịu lớn. Thành ra những cái câu thơ rất là buồn, giống như là tác giả ở Oregon đã viết rằng là khi mà người dân vẫn còn coi cái nồi cơm to hơn cái văn miếu đó, thì đừng có con ngạc nhiên khi mà thấy là đất nước này không biết sẽ về đâu. Cái một số người sau khi bài thơ của cô giáo Lam ra đời thì chê bai và phản kháng với lại cô giáo Lam. Tôi nghĩ là họ không hiểu hết được tinh thần của tác giả muốn nói trong bài thơ này. 4.000 năm tuổi mà dân không chịu lớn, 4.000 tuổi mà dân không chịu lớn, 4.000 tuổi mà vẫn còn bú mớm trước những bất công, vẫn không biết kêu đòi. Ở đây tôi không nghĩ rằng cô giáo Lam chê bai người Việt, nhưng mà cô giáo Lam muốn nói là một cái thực trạng rằng người Việt chúng ta hiện nay đang sống trong nỗi sợ hãi quá lớn, sợ hãi tứ phía. Cho nên họ buộc phải sống co thủ và rất ích kỷ. Họ nghĩ rằng cái thảm họa này, những thảm họa khác không đến phiên gia đình mình, không đến phiên cái bàn mâm cơm nhà mình, cho nên họ không cất lên tiếng nói. Họ không dám nói lên cái tiếng nói phản kháng với chính quyền, với những người có trách nhiệm của một thể chế để đòi cái công bằng cho mình. Và kết quả là sau 84 ngày từ khi xảy ra cái thảm họa đó thì câu trả lời mới có. Nhưng chúng ta để ý ở chỗ này, khi ngày 30 tháng 6 chính quyền hứa rằng sẽ trả lời nội dung sẽ trả lời nguyên nhân cá chết, đồng thời thì đó là một
khoảng thời gian mà gần như quá sức chịu đựng, nhưng đồng thời chính quyền cũng đưa ra một con số là 500 triệu. Lúc đó chưa hề có một cái sự trưng cầu dân ý, hỏi lòng dân họ có chấp nhận với bồi thường đó hay không. Thì những cái tiếng nói như cô giáo Lam hay là hàng vạn, hàng triệu tiếng nói khác, tôi nghĩ là nó chẳng có gì là sai khác cả. Đó là những tiếng nói cần thiết của những người trong cuộc, những người bị nạn trong cuộc. Và hay hơn nữa là họ đã nói bằng nhạc, bằng thơ, thì cái sự lan tỏa nó càng rộng hơn, lớn hơn. Thưa chị. Rất là cảm ơn Bùi Thanh Tuấn đã chia sẻ. Và kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép được tạm ngừng chương trình Chào Washington DC ở đây để sẽ trở lại với quý vị trong chương trình tiếp theo. Mời anh về Hà Tĩnh xem cá chết anh ơi, anh đi xa mồ đó, nơi quê hương cá tràn vô bãi biển, cá mực trương lên không nỡ mang về. Đêm hội ngộ, tình quê hương. Để yểm trợ tinh thần và cùng đồng hành với những nhà đấu tranh cho dân chủ, tự do tại quê nhà, vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016, tại The Orchid Banquet Hall, 521 Old Little Rock Road, Charlotte, North Carolina, 28214. Nhóm thân hữu và anh chị em thuộc Orchid Banquet trong cộng đồng người Việt quốc gia tại thành phố Charlotte và vùng phụ cận sẽ tổ chức đêm ca nhạc do các ca sĩ địa phương thực hiện với giá vé ủng hộ là 20 Mỹ Kim mua trước và 25 Mỹ Kim mua tại cửa. Tất cả số tiền thu được sẽ gửi về giúp đỡ cho các nhà đấu tranh dân chủ đang bị thể chế cộng sản tru dập tại Việt Nam. Mừng lễ độc lập Hoa Kỳ, Telegram tưng bừng đại hạ giá đến 80% off, trả góp đến 5 năm không cần tiền đao, không tính tiền lời. Inada Michael Che làm tại Nhật tốt nhất thế giới 147 đồng mỗi tháng. Grand Best Temple Pitted 133 đồng mỗi tháng. Nệm bơm ngựa Virtuoso Maniflex Italy 150 đồng mỗi tháng. Nệm Mani Stress thư giãn cuộc sống trị đau lưng 2999 đồng. Bàn ăn giường ngủ sofa da made in Italy 35% off tặng TV, karaoke Bose máy lung tăng mở giảm cân bớt 1500 đồng. Ghế của Zia massage kiểu Thái bấm huyệt lòng bàn chân 3999 đồng. Sony 40 inch 348 đồng, 48 inch 468 đồng. SBR 4K 55 inch siêu mỏng 998 đồng. SBR 4K 85 inch 7888 đồng. Sambu, dược thảo made in Korea, 25 đồng một hộp 3 chai. Nồi Smart Cook đa năng bớt 150 đồng. Chảo truy đi đại hàng, nồi thủy tinh cao cấp của Pháp. Nồi cơm điện làm tại Nhật, 15% off. Telegram 703-237-8999. Kính thưa quý vị, đến đây, chương trình phát hình của SBTN Washington DC xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.